Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Bảo Ngọc TV và mình là Bảo Ngọc đây. Và hôm nay ba mẹ mình sẽ dẫn mình đi cây cảnh cho ngày Tết nha các bạn. Hả? Có cây cúc nè, cây bưởi nè, cây sung nè, rồi cái gì nữa ta? Mình cũng không biết nữa, mình chỉ biết nhiêu đó thôi nha các bạn. Hỏi ba mình á, ba mình biết đó các bạn. Thì hôm nay là cái ngày cảnh Tết rồi các bạn. Thì đường Phạm Văn Đồng là một nơi là trưng bày các nhà vườn, người ta trưng bày những cái dòng hoa. Thì gần Tết rồi nó sẽ có một cái số cái loại cây, ví dụ năm nay mình thấy có nhiều, rất là nhiều cây bưởi nè các bạn, rồi một số cái loại hoa khác. Thì hiện tại mình đang đứng ở đây thì có cây bưởi này rất là đẹp rồi các bạn, mình sẽ đi một vòng nha. Sung cái đẹp rồi. Dạ. Nhưng mà hoa giấy thì các bạn đừng đụng mạnh hay là xé sẽ bị nó các vật dụng để tạo bonsai nè, mấy bức tượng chim rồi hòn non khô, mấy bức tượng thật cao, chậu nhiều lắm. Đường Phạm Văn Đồng giờ là chuyên để bán các dòng sản phẩm. Trời ơi, nó các bạn rất là đẹp nha. Đi coi bưởi nè. Thank you.
ghê ha. Ờ, cây cúc. Hoa thơm ghê luôn á. Cây này là cây phúc nè các bạn. Mùi rất là thơm luôn á. Chuẩn bị Tết nè. Mọi người đang là đi mua hoa chuẩn bị Tết nè. Trời, cây này quay hoa giấy nè mẹ, giống này đẹp ghê nè. Ờ. Giờ là gần cận Tết rồi các bạn. Hoa thì đua nâu nâu nhau nở. Người bán thì thi đua mà lên hoa. Nhiều cây cảnh đẹp ghê. Như mình thấy bưởi nó nhiều hơn là tắc ha bà ha. Ba thấy bưởi nó nhiều hơn hình như là tắc ha, mấy trái lạ lạ. Tùy năm, có năm thì tắc, năm thì bưởi. Đây là tắc là kiểu cành luôn á. Kiểu cành xuống dưới đất luôn á. Bưởi năm nay nó trời giống nhau ha. Mà nhưng mà cái cây mà trái nặng quá nó bị chịu cành. À. Cây trên xe này là có người mua rồi các bạn ơi. Mình cũng không gian nhỏ, mình cũng mua bụi cúc nhỏ thì mình cũng ươm vô để cho Tết chơi hoa giấy. Hoa giấy nó làm cái giống đẹp quá bà ha. Hoa giấy giờ là cái giống đẹp ghê. Hoa chậu kia. Khu này là bây giờ là chuyên bán.
bốt là ra đây là tập trung hết rồi này. Anh sẽ coi. Hiện đã. Còn cái cây sông kiểu. Này là hòn Long Bồ. Đẹp quá. Chế tác ở trong nữa. Mình thích đặt gì mà chế tác ra. Đó, một vườn bưởi kìa. Trời luôn á, một đêm thôi á mà lên đầy luôn á, một đêm thôi là đầy cậu đầy cái khách nhà. Mấy anh trai này là mấy anh nhà vườn, nhà vườn đưa lên là cái này đó, thơm ghê bà. Một đêm thôi mà từ cái bãi đất trống đó mà bưởi không rồi, cả mình quay quanh kia bưởi không rồi đó, đất trống xong một đêm sau là toàn hoa với lại bưởi không, đau. Cây vàng vàng để ba ho nói không biết cây gì luôn á đó. Đó cây hoa cây cây mai gì á, bà ngoại bà có trồng gì quá trời ngày nó nở ha, quá trời luôn đó. Cái cây kia cái hoa nụ nó là hoa gì kìa, người ta đang bịch bịch trắng trắng phải không? Người ta đang bịch mình đâu có thấy được. Nó là hoa gì đó, hình như người ta đang ươm. Nè đây này, nó ngọt lên vậy này à, chắc là ươm đây đúng rồi nè, quay cái đó này. Đó chắc cái đấy nó đang chiết khác hay gì đấy khoảng đó, nó là cái mà giòn đây chuyên chế tác. Ô sập hả, vừa không có điện đây là vừa hoa rồi. Hồi xưa là thành thái ha, thành thái nhưng mà bây giờ là mấy cái trong đó người ta lấy đỏ tím đẹp. Rồi đây toàn là mấy cái cây chế tác đẹp, một cái trúc kìa mẹ. Vàng trúc quá. Đây là cây vàng vàng này bạn. Cái mai gì á, lát về hỏi bà ngoại. Đỏ đẹp ghê luôn đó. Đó, hoa lạc đẹp. Quá đã, quá đẹp trúc. Đúng đầu bái tường hơi giả mà. Giả cái đầu. Mà ta ăn kêu rồi, ta ăn hoa rồi nè. Ôi đẹp quá ha. Cái này em nghĩ là người ta cắt luôn rồi á. Cắt bản cây cây rồi đó. Hay là... sỏi rồi đó. Muốn mua gì rồi. Đó, cái hồ đẹp không? Anh kia đang live stream bán lan. Lan à. Đang bán lan live stream như cơ. Dạ, cái cây đu đủ kiện này nó thiếu rồi. Cái cây rau rồi đã. Rau đó hả? Đó, ớt kìa. Không biết để trong trong chậu thì nó lên luôn tầng. Lên thì người ta vẫn tự vẫn lên thôi. Có người ta chỉ nằm bình đất rồi nó cũng lên đúng không? Nhưng mà người ta tưới nhiều. Có cái đấy là cây từ nhỏ lớn thôi luôn á, chứ không phải đánh vô đâu. Rau thơm á. Thì cái nho bằng cái trầu cùng lên trái cả thấy thấy cái nho chỉ tay người ta là chỉ tay này là cái nho đó, nho nho là trái này các bạn đó.
trâu, cái trâu nhỏ xíu rồi mà cũng có trái luôn đó. Đây nè, bên này cũng có anh chàng nè. Ổi hay gì?